Hai mọi người, thì hôm nay là ngày đầu tiên mình bắt đầu vào công việc của mình. Đây dọn cỏ ở nhà, dọn cũng hết mớ rồi, năm sào cỏ. Bắt đầu vào công việc nha mọi người. Đây, chủ hàng xóm này, bác cũng còn làm về nuôi tầm tả. Đây chú hàng xóm tốt bụng qua phụ mình làm nha mọi người. Hàng xóm vòng vòng dân cư quanh đây dễ thương lắm mọi người. Thì cái video này là cũng là video bắt đầu mình sẽ làm theo series công việc từ đầu đến khi mình ngưng công việc này các bạn ha. Cũng lâu dài đó. Đây. Nhà này cũng chưa có dọn sạch sẽ gì hết đây. Đang chờ có điện có nước, lắp điện lắp nước xong là mình mới ra rửa nhà. Đang làm cỏ ngoài để chuẩn bị hàng đưa về. Này nhà thì căng mát. Ok. Thì clip đầu tiên mình nói đây thôi nha. Các bạn mọi người.